Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube channel của Đen ha. Thì hôm nay Đen sẽ làm cái video về Jimmy và cho các bạn biết được là Jimmy có xứng đáng mùa đời không. Và các bạn thông cảm về cái chất lượng video và chất lượng hình ảnh hơn nữa. Tại tháng nữa Đen về Mỹ thì chất lượng sẽ tốt đẹp hơn. Thì trước tiên á, là mình sẽ xem thử coi có những cái event gì mới xảy ra với Jimmy và có những cái yếu tố nào để mình có thể mua được và ở giá nào và một giá hợp lý để mình thật sự mua được. Thì giờ mình sẽ bắt đầu. Các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe cho cảm ơn các bạn. Trước khi bắt đầu thì Đen muốn thông báo cho các bạn biết về cái phi vụ triệu đô la buôn bất động sản lần 2 của Đen đã ra đời ha. Thì nếu như các bạn nào follow trên Facebook của Đen ha, các bạn có thể search Đen Buôn trên Facebook, các bạn có thể follow Đen ha. Thì Đen đã post cái phi vụ này lên trên trang của Đen, thì các bạn có thể đăng ký và xem cái video về cái phi vụ 2x này. Đây là cái phi vụ Đen tâm đắc nhất. 200 người đầu tiên các bạn dùng cái mã 50% off thì mình sẽ được discount 50% ha. Thì khi mà các bạn click vào cái link, nó sẽ dẫn đến các bạn tên cái trang để mua cái phi vụ buôn đất lần 2 này ha. Video dài khoảng 30 phút và Đen đã miêu tả và phân tích chi tiết cái công ty có khả năng 2x này ha. Công ty này gần giống như cái trade MPW, setup rất là đẹp và nợ và mọi thứ nó rất là đẹp ha. Các bạn nhấn vào chữ download và sau đó các bạn có thể xem về cái video này ha. Chúng ta sẽ qua phần chim đi. Thì như các bạn biết, đây là K-Crew, là cái người mà làm cái YouTube về Roaring Kitty, người đã pump cái stock Jimmy vào những năm 2001, đúng không? 2021, khi mà giá cổ phiếu của Jimmy giá trị chỉ còn khoảng vài chục triệu market cap, pump lên tới cả gần 10 tỷ market cap, thậm chí là hơn nữa, thậm chí còn cao hơn gấp 5 lần nữa, lên tới 50 billion market cap. Và hiện tại thì market cap của Jimmy có khoảng là 8 tỷ thôi các bạn. Thì nếu như các bạn khi biến mất khoảng 4 năm sau khi cái phi vụ đó được kiếm được khoảng vài trăm triệu đô và sau khi biến mất, và sau đó anh đã trở lại vào gần đây và đã livestream nói về Jimmy một lần nữa và đã show cho các bạn thấy một cái position rất là lớn. Position lên tới con số là 5 triệu cổ phiếu Jimmy ở giá 21 đồng 27. Thì Kate có show position cho tất cả các follow của mình ở trên X và trên YouTube là hiện tại Kate đang giữ 5 triệu cổ phiếu ha, Jimmy ở giá 21 đồng 27 và 120.000 option call hết hạn vào ngày 21 nha các bạn. 21 là còn khoảng 10 ngày nữa là hết hạn ha. Và cái strike price ở cái mức là 20 đồng. Và hiện tại đến ngày hôm nay thì anh niên lỗ vào ngày hôm qua thì khi lỗ 51 triệu đô ha. Vào một thời điểm trong tuần thì tuần trước thì khi có thể kiếm được gần tới 580 triệu đô, nhưng mà khi Roaring Kitty không có bán ra và những giữ position này rất là strong hand, rất là diamond hand, thì chứng tỏ một điều là khi rất là tin tưởng vào công ty Jimmy này. Cho nên Dan cũng muốn tìm hiểu thử xem tại sao mà Jimmy lại hot như vậy. Thì trong cái livestream của Kate, thì Kate nói rất nhiều về cái CEO Ryan Cohen này, CEO của GameStop. Đây là một CEO khá là tài năng. Nếu như các bạn chưa biết về Ryan, thì Ryan là cái người xây dựng công ty Chewy đó các bạn, Chewy.com đó. Thì xây dựng công ty Chewy.com từ con số 0 lên con số bán cho PetSmart với giá là 3.3 tỷ đô la các bạn, 3.3 tỷ đô la ha. Hoàn toàn xây dựng từ con số 0 với bạn của mình. Sau khi bán xong công ty thì anh vẫn là CEO của Pet của Chewy cho tới một năm, và sau đó anh thoát hoàn toàn khỏi Chewy và đầu tư vào Jimmy ha. Sau đó một năm thì Cohen vào trong GameStop và đem theo hai người ta gọi là quản lý của Chewy qua bên GameStop để build lại GameStop nha các bạn. Và đã có mướn rất nhiều Amazon và Chewy executive trong cái vị trí lãnh đạo. Điều đặc biệt là Cohen không có nhận lương cho hai cái role của mình là role CEO và role chairman trong cái công ty GME GameStop đó các bạn. Đây cho Đen thấy rằng đây là một nhân vật gọi là
Khá là khá là lý tưởng đó, có nghĩa là không cần nhận lương ha, chỉ cần cho công ty thành công là được ha. Thì Kate, Warren Kitty rất là ngưỡng mộ Cohen và đầu tư duy nhất vào GameStop chỉ vì Ryan Cohen thôi. Về tầm nhìn của Ryan Cohen thì đều thấy cũng rất là ngưỡng mộ. Khi mà anh đã build Chewy thành công thì cũng nói sau đó anh bỏ tiền vào GameStop và thắng lợi lên tới 1.4 tỷ đô la nha các bạn. Chỉ trong sau khi mà GameStop rally lên thì chứng tỏ là Cohen cũng có tầm nhìn rất là lớn, rất là lớn và rất phải rất là tin tưởng GameStop. Cho nên Ryan Cohen mới có khả năng giữ một cái position lớn như vậy ở trong một cái công ty gần như là sắp phá sản nha mọi người không? Và có một cái điều đặc biệt ở trong cái event này là sau khi đầu tư vào trong công ty GameStop thì tới năm tháng 9 năm hai tháng 9 28 tháng 9 2023, Cohen quyết định là trở thành CEO. CEO là người điều hành trực tiếp GameStop. Trước đó thì ông chỉ là chairman thôi, là người người giống như là đưa ra quyết định định hướng cho công ty chứ không phải là người điều hành công ty nha mọi người. Nhưng mà sau 28 tháng 9 thì Cohen chính thức là người điều hành công ty. Từ đó dẫn đến một cái event rất là quan trọng là cái chính sách đầu tư như vậy, chính sách đầu tư New Investment Policy của Jimmy được thay đổi một ngoạn mục. Có nghĩa là trước giờ chỉ được đầu tư vào những cái về những cái giống như là investment grade instrument, ví dụ như bond và stock good thôi. Nhưng mà sau đó sau khi đổi đó thì CEO có quyền kiểm soát toàn bộ GameStop Investment Portfolio ha. Đây là một cái chuyển đổi rất là lớn, tại vì Ryan Cohen á là một người như Dan đã nói là có khả năng, có tầm nhìn rất là tốt và có khả năng đầu tư rất là tốt, cho nên có khả năng là GameStop sẽ chuyển đổi mô hình, có thể sẽ chuyển thành một holding company. Hiện tại là đang là công ty bán game đúng không? Bán game và bán những cái đồ liên quan tới game. Nhưng mà có khả năng là sẽ chuyển thành một holding company. Holding company giống như là Berkshire Hathaway của Warren Buffett đó rồi. Cho nên chúng ta sẽ theo dõi GameStop rất là kỹ vì đây có thể trở thành một Warren Buffett thứ hai không chừng, hoặc là sẽ có một chuyển đổi lớn trong cái cho cái sự phát triển của công ty này ha. Ok. Thì sau đó thì GameStop nó cũng ra những cái risk công bố những cái rủi ro cho cái policy mới này, là cái giá trị của cổ phiếu Jimmy có thể sẽ rớt và cái đầu tư của Ryan Cohen có thể sẽ tập trung vào một hoặc là nhiều hoặc là một holding hai các bạn ha, một hoặc một ít. Bạn thấy cái chữ này ha, đây là cái strategy của Warren Buffett lúc mà ông mới bắt đầu đầu tư đó mọi người, là chỉ một đầu tư rất là tập trung vào một và một vài công ty mà mình hiểu rõ nhất ha. Và sau đó là Jimmy có thể sẽ báo cáo lỗ cho dù rằng đó là công ty chưa bán cái cổ phiếu đó. Và tiếp theo chúng ta có những cái event nổi trội như sau. Sau khi mà Jimmy tăng giá năm 2021 đúng không? Mà sau đó là sideways down một thời gian rất là dài cho tới tháng 5 năm nay. Và sau khi công bố xong á, thì Jimmy mới bán cổ phiếu ra đầu tiên, bán cổ phiếu ra đầu tiên. Đây là một cái động thái rất là bearish cho một con stock khi mà CEO bán cổ phiếu ra. Nhưng Kate, Roy Kinney rất là thông minh. Thanh niên đợi đợi cho Jimmy bán cổ phiếu ra lần đầu tiên xong thì Roy Kinney mới mua lại cổ phiếu Jimmy, cái đường màu vàng, cái vị trí mà Roy Kinney mua lại là khoảng 21,43. Sau đó giá Jimmy hướng lên vì fan của Roy Kinney rất là đông rồi. Và sau đó giật xuống một cách ngoạn mục và sau đó sideways up sau khi mà và Jimmy đã lợi dụng cơ hội này để bán cổ phiếu ra lần hai.
Và Dan không nghĩ rằng Ron Kiddy có thể dự đoán được là Jimmy sẽ bán lần ra. Thì đa số là thường thường người ta sẽ bán ra một lần thôi. Nhưng mà Jimmy lại bán ra lần hai với một số lượng là gần 45 triệu cổ phiếu. 45 hay 75 triệu cổ phiếu gì đó, Dan nhớ không rầm chỗ này. Nhưng mà nó làm cho giá của Jimmy rất là mạnh. Ok. Thì Rory Kitty vẫn giữ cái position như Dan đã show cho các bạn đầu video. Nhưng có vẻ như là Rory Kitty vẫn không không biết được là cái lượt bán sale lần này nó mạnh như vậy, nó làm cho giá nó rớt nhiều mà không. Thì sau khi mà bán cổ phiếu ra thì đây là cái số lượng tiền mặt mà Jimmy có được sau hai đợt bán cổ phiếu. Thì lượng tiền mặt kết thúc quý 1 là có khoảng 1 tỷ đô la, 1 tỷ 82 triệu tiền mặt đúng không ạ? Vào tháng 5 bán cổ phiếu ra một lần 933 triệu đúng không? Và lần thứ hai là thứ sáu bán được 2,2 tỷ 50 triệu. Thì sau khi hai lần bán cộng tiền mặt hiện có thì Jimmy gần như là 4,2 tỷ đô la đúng không ạ? Đây là con số khủng khiếp đối với một tiền mặt đối với doanh nghiệp. Và các bạn nhớ là cái policy hồi nãy mình xem về về đầu tư của Ryan Cohen thì chứng tỏ rằng với một lượng tiền mặt lớn như vậy thì có vẻ như là CEO của công ty Jimmy có thể sẽ có rất nhiều tiền để đầu tư mua bán công ty nha mọi người ha. Nhưng mà một phần có thể sẽ giúp để xoay chuyển cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Phần thứ hai là chúng ta sẽ đầu tư trái ngành hoặc là mua bán công ty để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp nha. Cho nên đây là một cái ta gọi là một cái development rất là interesting cho một công ty chỉ đơn thuần là bán lẻ ha các bạn. Cho nên là phải theo dõi suýt sao công ty này trong thời gian sắp tới. Và có một số bạn thì có nói với Dan về cái vấn đề short squeeze. Thì sau khi mà Dan xem về short squeeze thì Dan khả năng short squeeze của công ty Jimmy hoàn toàn là không có thể. Tại vì các bạn thấy cho dù là cái số lượng short lên tới 68 triệu nhưng mà cái volume hàng ngày của Jimmy quá lớn, cho nên để mà cover 68 triệu cổ phiếu này thì Jimmy chỉ mất khoảng nửa ngày thôi. Cho nên để mà vấn đề short squeeze về cho Jimmy vào cái thời điểm hiện tại thì Dan nghĩ là không thể, các bạn. Dan nghĩ là không thể. Nhưng Jimmy vẫn có thể lên được nếu như chúng ta có những cái biến chuyển mới trong cái tài gọi là báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp Jimmy này như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lên trang web của Jimmy và chúng ta xem cái first quarter result của năm 2024. Và các bạn thấy là giá sale rất rất là nhiều ha. Giá sale rất là nhiều. Và các bạn thấy là năm ngoái bán có 1,2 tỷ nhưng mà năm nay á chỉ còn có 0,8. Đây là một cái rớt rất là khủng khiếp. Cho dù là cái sale and general administrative có giảm đúng không? Đã từng là 295 triệu so với 345 triệu của cái quý trước, chứng tỏ là công ty làm được hiệu quả hơn. Nhưng mà thật sự là cái sale drop này nó quá là khổng lồ ha. Cho nên có vẻ như là công ty này vẫn đang trong cái quá trình là gọi là suy giảm, suy yếu đi, chưa có tìm được lỗ ra. Và cái lỗ giảm dần đó, lỗ 50 triệu thì biên đặt với lỗ khoảng 32 triệu thôi. Và cái lượng tiền mặt như nãy mình đã xem là 1,083 tỷ. Và công ty này sau khi mà Ryan Cohen làm CEO thì không có conference call nữa nha các bạn. Có nghĩa là không có cái ngày earning nữa. Đây cũng là một cái đối với Dan là một cái rất là red flag ha, một cái báo động đỏ. Tại vì một công ty mà không báo cáo tài chính chúng ta là công ty này đang đang làm cái gì đó đúng không?
nhưng mà cũng dễ hiểu không? Tại vì không có gì để báo cáo hoặc không có gì để bàn thì không có nhất thiết là mình phải làm cái conference call. Đây là một chứng tỏ là một người CEO cũng rất là bản lĩnh đó các bạn. Không có theo một cái quy củ nào mà cái nhiệm vụ duy nhất là một dạy công ty thôi. Đây là một điểm quý ha. Okay. Thì mình sẽ đi sơ về cái bản báo cáo tài chính. Mình sẽ xem qua các bản báo cáo chính của GME để mình xem thử coi là mình sẽ định giá công ty này khoảng bao nhiêu. Ok, thì đầu tiên á, khi một công ty bán lẻ thì Dan sẽ nhìn vào cái thứ nhất là cái tăng trưởng gọi là doanh nghiệp, tăng trưởng bán hàng của công ty này, và Dan muốn thấy được là tăng trưởng đều hoặc là nhất là đứng chững lại, đúng không? Và chúng ta coi revenue ha, có vẻ như là năm 2018 hay là 8.2 tỷ, 6.4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ, 5.9 tỷ, 5.2 tỷ và 4.9 tỷ. Đây là một con số ta gọi là giảm dần đều, một cái big low. Và chúng ta để xem chúng ta có cái tỷ lệ lợi nhuận như thế nào. Chúng ta có tỷ lệ lợi nhuận là 29, 24, 22, 23, 24 và 25. Ok, cái này là một dấu hiệu rất là tốt ha. Có nghĩa là sale giảm nhưng mà biên độ lợi nhuận tăng, chứng tỏ là công ty bán hiệu quả hơn chút xíu. Ok, và chúng ta sẽ xem coi cái biên độ lỗ operating income loss. 2021 lỗ 250 triệu, 22 382 triệu, 2019 30, và hiện tại khoảng 22 triệu. Chứng tỏ là từ khi CEO Hoàng Cohen take over thì công ty bớt lỗ, dấu hiệu rất là tốt. Okay, khi mà các bạn nhìn vào cái bớt lỗ thì nó chỉ cho chúng ta thấy là ok, có thể cổ phiếu nó không rớt nữa, nhưng mà không có nghĩa là đây là cái định giá đúng của công ty này ha. Ok, mình sẽ xem tiếp. Rồi, ok, mình sẽ xem về dòng tiền, xem dòng tiền như thế nào. Và Dan sẽ chỉ cho các bạn thấy là hiện tại là chúng ta có cái cash ở đây là khoảng 1.083 tỷ, nhưng mà hồi nãy chúng ta tính là gần tới 4 tỷ tiền mặt sau cái đợt đó, đúng không? Thì cái con số này nó phải lên gấp 4 lần, 4 tỷ tiền mặt, thì cái assets nó phải khoảng 5.8 tỷ, đúng không? Tổng tài sản 5.8 tỷ. Ok, thì khi mà tổng tài sản lên 5.8 tỷ mà nợ không thay đổi, đúng không? Không thay đổi thì cái equity sẽ tăng lên khoảng 4.8 tỷ. Ok, thấy được cái dấu hiệu rất là tốt các bạn. 4.8 tỷ. Ok, giá trị hiện tại của GME là khoảng 8 tỷ, mà giá trị ròng của GME là 4.8 tỷ, thì chúng ta chỉ có phần lệch là khoảng 3 tỷ mấy thôi. Đó là con số là chấp nhận được, đúng không? Nhưng mà đúng không, 3.8 tỷ, đúng không? Thì chúng ta cần phải tính thêm một chút xíu nữa về cái chúng ta cần cái định, đây là định giá tiền mặt thôi, chúng ta còn phải định giá thêm là cái doanh nghiệp này hiện tại đang có giá trị bao nhiêu. Ok, bây giờ mình sẽ tính giá trị thật của công ty dựa vào cái lượng tiền mặt của công ty này có sẵn ha các bạn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có con số là 4.2 tỷ, hồi nãy mình đã làm 4.2 tỷ, và sau đó chúng ta lấy tổng cái số lượng cổ phiếu của GME hiện tại là 351 triệu, và các bạn phải cộng thêm 75 triệu mà mới phát hành nữa, có nghĩa là 426 triệu, nó sẽ chia cho 426 triệu, thì chúng ta sẽ còn số là 9.89 đô la. 9.89 đô la, đây là con số sàn nha các bạn, đây là con số sàn tượng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu của GME. Ok, có nghĩa là chúng ta chưa tính cái phần business hiện tại của GME, chúng ta chỉ tính tổng lượng tiền mặt của GME thôi, đúng không? Thì con số 9.85 đến 9.86 là thấp nhất rồi. Đấy, nên không nghĩ là GME có thể rớt xuống sâu hơn con số 9.89. Thì chúng ta bỏ cái lượng tiền mặt này ra ngoài, thì chúng ta sẽ xem cái tiếp theo là chúng ta sẽ xem thử coi là tổng cái hiện tại của GME có xứng đáng
Hiện tại giá Jimmy là khoảng 24 đồng đúng không nè. Thì trừ 10 đồng, trừ 9 đồng mấy từ 10 đồng giá trị thật ra thì Jimmy đang trade ở cái premium là khoảng 13 đồng cho cái doanh nghiệp, cho cái ta gọi là bán game, cái doanh nghiệp bán game hiện tại đó. Thì đối với Dan, nó với một công ty mà đang có xu hướng ta gọi là decline, đang giảm ha. Cho dù là đang không lỗ nữa, cho dù các bạn thấy không lỗ nữa, lỗ nhẹ nữa, nhưng mà đây là một cái business đang có dấu hiệu đi xuống. Thì đối với một cái business có dấu hiệu đi xuống thì Dan không có cho nó nhiều cái tên gọi là premium cho lắm, đúng không? Và thường á thì list á là Dan muốn nhìn nó là không lỗ chứ không phải là lỗ ít ha. Cho nên đối với Dan, một cái doanh nghiệp mà vẫn còn đang struggle như vậy á thì không xứng đáng để mình trả tiền cái premium, mà mình chỉ trả tiền ở cái giá trị đúng của nó thôi. Thì nếu nếu trừ cái lượng tiền mặt ra đó, thì công ty này vẫn còn có một số ta gọi là tài sản cố định, đúng không? Tài sản cố định thì cái tài sản cố định này khoảng bao gồm nhà xưởng rồi mấy cái equipment đó là còn khoảng 700 triệu nữa. 700 triệu nữa, 700 triệu cộng 624 cộng 83 triệu là khoảng 707 triệu rồi. Và nhưng mà lại có nợ ha. Lại có nợ khoảng 848 triệu nữa. Cho nên là phần nợ với phần tài sản của cái này sau khi mà trừ cái tiền mặt ra thì gần như là bằng không rồi. Cho nên là định giá của công ty này á, đối với Dan á, thì nó nằm khoảng là 10 đồng, 10 đô la cho công ty Jimmy này. Nếu như Jimmy mà xuống dưới tầm 10 đô la đó thì Dan nghĩ đây là một cái giá khá là hời để các bạn đầu tư, đúng không? Đồng ý là chúng ta có case đang mua ở cái đường mua vàng này, rất là hấp dẫn, đúng không? Show profit, show position rất là nhiều ha. Nhưng mà Dan muốn nhấn mạnh với mọi người một một thứ á, là trong chứng khoán này không có ai có thể dự đoán được bất kỳ điều gì cả. Và cái định hướng của Jimmy hiện tại đang là dấu chấm hỏi, thật sự là dấu chấm hỏi, ok? Cho nên á là rất là khó để thuyết phục những cái người có nhiều tiền, giống như là hedge fund hoặc là hedge fund manager, để đầu tư vào những công ty như Jimmy khi mà cái định hướng chưa rõ ràng. Nhưng mà lượng retail trader cũng khá là nhiều, cho nên là rất có thể về thì trong thời gian ngắn thì Jimmy có thể sẽ hype, sẽ bay lên ngắn hạn ha. Nhưng mà cái điểm mua mà tuyệt vời nhất á là Dan vẫn nghĩ là khoảng 10 đô la cho Jimmy, nếu như các bạn thật sự các bạn muốn đầu tư vào Jimmy lâu dài. Nếu như về 10 đồng lâu dài và các bạn tin tưởng vào CEO Ryan Cohen á, thì đây là cái vị trí đó, đặc biệt là các bạn đầu tư. Ok các bạn ha. Các bạn nhớ là Dan đang có một cái vụ triệu đô la buôn bán bất động sản lần hai ha. Và 50% off cho 200 người đầu tiên ha. Các bạn đừng bỏ qua cơ hội này ha. Nhớ follow Dan trên Facebook, YouTube và nhớ nhấn like cho cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng ngại nhắn tin cho Dan nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho mọi người ha. Giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.